Vâng, xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại có mặt ở đây, ở ngay trong tòa thượng thẩm của Berlin, nơi đang xét xử nghi phạm mật vụ Nguyễn Hải Long. Đây là phiên tòa thứ 7 để xét xử cái vụ án này, trong tổng số 21 phiên tòa sẽ diễn ra trong toàn bộ cái thời gian cho đến cuối tháng 8. Và điều đặc biệt hôm nay, bắt đầu xuất hiện những nhân chứng là những cảnh sát, đơn vị cảnh sát điều tra của Đức chuyên án về bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Buổi sáng thì có ông Weissmann, đấy là ông cảnh sát điều tra chuyên về các vấn đề dẫn độ, cũng như họ tiếp nhận những cái thông tin của Interpol của quốc tế, và họ cũng tiếp nhận những cái thông tin mà phía Việt Nam đưa cho phía Đức để mong phía Đức xem xét điều tra hoặc là dẫn độ đưa ông Trịnh Xuân Thanh từ Đức về Việt Nam. Nhân viên ông Weissmann này trong cái trả lời trước tòa ngày hôm nay, ông ấy cũng rất rõ là ông ấy cũng nhận được những cái hồ sơ mà của phía Việt Nam đã đưa ra cho đơn vị cảnh sát, và ông ấy đã cũng xem xét những cái hồ sơ này và cũng như là trình báo và gửi tiếp đến viện công tố cũng như tòa án của Đức để họ xem xét cái việc mà có dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh trong cái lúc mà ông ấy đang trốn chạy ở được cho rằng ở Đức hay không. Nhưng mà theo như ông ấy khai thì những cái thông tin mà phía Việt Nam đưa ra thì có sức thuyết phục rất là thấp, bởi vì cái lệnh mà bắt giữ hoặc và dẫn độ của ông Trịnh Xuân Thanh được ký lại không phải do một đơn vị tòa án của Việt Nam làm, mà đây lại là do viện kiểm soát tại Việt Nam. Điều đó cho rằng phía Đức đã cho rằng là như vậy là không đủ cái bằng chứng để có thể dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về Việt Nam theo cái cơ sở của hiến pháp của nước Cộng hòa Liên bang Đức, vì ở Đức là một nhà nước tam quyền phân lập, cho nên họ chỉ làm và phục vụ theo đúng cái hiến pháp đã đề ra. Vị cảnh sát Weissmann này cũng xác nhận là vào cuối năm 2016, khoảng tháng 10, tháng 11 năm 2016 thì đã có một cái đoàn cán bộ cấp cao của Bộ Nội vụ Việt Nam sang Đức công tác và cũng đặt vấn đề trực tiếp với phía Đức để tìm và dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước. Trong cái cuộc gặp thì họ cũng đã đưa ra rất là nhiều những cái văn bản, những yêu cầu cho phía Đức để phía Đức có thể hỗ trợ cho cái việc đưa về Việt Nam. Họ đã nộp những cái văn bản này vào rất nhiều cơ quan khác nhau tại Đức, như viện kiểm soát, như tòa án và những cái đơn vị điều tra, kể cả Berlin. Đây là hôm nay cái việc tiết lộ ngày hôm nay như vậy. Và ông Weissmann, cảnh sát điều tra cũng xác nhận rằng có một cái người là làm cán bộ đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, đó là ông Nguyễn Đức Thoa, là đại diện tổng cục tình báo của Việt Nam ở đây, đã gửi cho họ một cái thư email, trong đó có cung cấp một cái biển số xe ô tô được cho rằng là của bà Nga, vợ ông Trịnh Xuân Thanh, và hy vọng rằng phía Đức sẽ tìm hiểu trên cơ sở đó để tìm được địa chỉ chỗ ở của ông Trịnh Xuân Thanh và dễ cho cái việc bắt dẫn độ để đưa ông Thanh về nước. Nhưng cái việc này lại có cái phản ứng rất ngược lại, bởi vì phía Đức khi mà nhận được cái thông tin đó thì họ cho rằng rõ ràng đây là cái hoạt động mang tính chất là của mật vụ, gián điệp của Việt Nam hoạt động trên nước Đức, bởi vì bất cứ những cái cơ quan mà chính thức như từ Đại sứ quán Việt Nam cung cấp một cái biển số xe của một cái người đang sống ở Pháp ở Đức cho cơ quan Đức để yêu cầu họ điều tra, thì có nghĩa rằng cái nghi ngờ rằng phía Việt Nam đã bằng cách nào đó tổ chức theo dõi cái người chủ xe này để cung cấp cho phía Đức, thì đấy là cái hành động mà phía Đức cho rằng là phạm pháp, và họ nghi vấn rằng đây là cái việc hoạt động gián điệp ở trên lãnh thổ nước Cộng hòa Liên bang Đức. Và cái người mà cung cấp cái biển số xe này đấy là ông đại tá Nguyễn Đức Thoa, là cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Và tất nhiên sau khi vụ bắt cóc xảy ra thì ông Nguyễn Đức Thoa đã bị trục xuất sau 48 tiếng ngay lập tức, bởi vì phía Đức đã có rất là nhiều bằng chứng là ông này đã tham gia vào cái vụ nghi án bắt cóc này. Ông Weissmann cũng xác nhận cho chúng ta biết ngày hôm nay ở trước tòa, ông ấy nói rằng là bà Thủ tướng Angela Merkel đã vào hội nghị G20 khi mà ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc sang dự, thì có đưa ra cho bà Merkel một cái văn bản và nhờ bà Merkel hỗ trợ cho cái việc dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh về nước, về Việt Nam. Tuy nhiên khi mà bà Merkel
chuyển tiếp những cái việc này cho bên tư pháp họ làm. Thì chỉ thì trong cái lúc thời gian đó phía Việt Nam có lẽ đã quá sốt ruột và không thể đợi được, cho nên chỉ sau 2 tuần khi ông Nguyễn Xuân Phúc trở về Việt Nam thì đã có một cái đội đặc nhiệm được cử đến, và phía Đức phát hiện đội này có tên là đội C52. Vâng, đội C52 là đã dùng cái đơn vị đặc nhiệm của mình chuyên đi theo dõi và chuyên đi bắt những cái người mà bị nhà nước Việt Nam truy nã ở nước ngoài, đã theo dõi cái vụ này và để đưa ông Trịnh Xuân Thanh, bằng mọi cách đưa ông Trịnh Xuân Thanh về nước. Và cái việc đó đã xảy ra vào ngày 23 tháng 7 năm 2017. Cái điều này đã làm cho phía Đức rất bất ngờ, và ngay cả ông cảnh sát điều tra, ông Weissmann, ông ấy theo dõi ngay từ đầu, từ cái đơn, cái hồ sơ xin dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh cho đến ông đọc toàn bộ cái văn bản và cái thông tin, ông xem cái thông tin mà bà Thủ tướng Angela Merkel của Đức đã nhận được về cái yêu cầu của ông Nguyễn Xuân Phúc dẫn độ ông Trịnh Xuân Thanh, thì họ thấy rằng cái việc này xảy ra đã đem lại cái hậu quả rất lớn cho quan hệ hai bên. Và tới sau ngày ông Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc là ngày 24 tháng 7 năm 2017 thì ông ấy cũng nhận được những cuộc điện thoại từ cái đơn vị cảnh sát điều tra của Berlin cho ông ta biết rằng là ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc và đưa về Việt Nam bằng một cách nào đó. Và sau đó đến buổi trưa thì có thêm một nhân chứng nữa, đây là một công chức của Đức với có tên ông là Adam. Ông Adam này là một cái cán bộ cũng của đơn vị cảnh sát điều tra, nhưng ông chuyên làm về lĩnh vực phản gián, tức là ông nghiên cứu tìm mọi cách để tìm hiểu cũng như là chống lại những cái hoạt động gián điệp của các đơn vị tình báo của nước ngoài trên lãnh thổ nước Đức. Và ông ấy cũng theo dõi cái vụ này ngay từ đầu, cũng như là được cung cấp cái thông tin đầy đủ và biết được ông bà Đỗ Thị Minh Phương là bạn gái của ông Trịnh Xuân Thanh đã bay từ Việt Nam, Hà Nội sang Paris và sau đó bay sang Berlin để làm cái việc dường như là hỗ trợ cho việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Adam cũng đặt nghi vấn ở cái điểm là tại sao một cái người như ông Trịnh Xuân Thanh lại có thể đi dạo cùng bà Đỗ Thị Minh Phương ở một cái công viên mà nơi rất gần những cái đường đi qua lại. Và tại đó thì rất dễ cho những cái việc khi ô tô của những cái người đi qua lại có thể dừng rất nhanh và có thể bắt cóc và đưa cái lên chiếc xe đó và chạy mất. Ông Adam cũng miêu tả rằng trong cái quá trình điều tra thì cái việc những cái định vị GPS được gắn trên những chiếc xe ô tô này có cái tác dụng, có cái giá trị rất lớn trong cái giúp đỡ cái việc điều tra của Đức để phá vụ án này. Bởi vì theo cái điều tra đó thì họ đã thấy chiếc xe sau khi bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại khu công viên của trung tâm Berlin đã chạy về Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin, nằm ở đó nhiều tiếng đồng hồ và sau đó nó lại được đi tiếp. Và ông Adam cũng cho biết rằng Tổng cục Tình báo Đức là BND cũng đã có những cái thông tin cung cấp cho ông, những cái thông tin về ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an của Việt Nam hiện nay, cũng như ông Vũ Quang Dũng là ông cái người mà cũng sang tham gia vào cái vụ bắt cóc này. Ông Vũ Quang Dũng là trợ lý của ông Trung tướng Đường Minh Hưng, là cái người mà trực tiếp chỉ đạo vụ bắt cóc. Vì ông Vũ Quang Dũng trước đây cũng đã từng được BND, tức là cơ quan tình báo Đức tài trợ, ủng hộ cho một cái kinh phí để ông ấy sang bên Đức học tiếng Đức để giúp cho cái việc hợp tác giữa hai bên nó thêm cái thuận lợi. Tuy nhiên sau khi học xong tiếng Đức và có cái trình độ nghiệp vụ nhất định thì chính ông Vũ Quang Dũng này lại là tiếp tay cho phía Bộ Nội vụ Việt Nam, Công an Việt Nam để sang trở lại Đức gây án và bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Điều này cũng làm cho ông Adam, là một cán bộ phản gián của Cộng hòa Liên bang Đức, hôm nay khai trước tòa cũng rất ngạc nhiên, và ông ấy cũng không ngờ rằng trong cái việc 10 năm nay ông ấy đã làm việc trong cái ngành tình báo thì chưa bao giờ ông ấy thấy có một cái việc xảy ra như vậy ở những nước mà từ trước đến nay luôn coi là bạn bè như Việt Nam, thậm chí là những cái nước có đối tác chiến lược. Và cái điều này hoàn toàn làm cho phía Đức bất ngờ, và chính vì bất ngờ họ đã không đề phòng cái việc là Việt Nam có khả năng đã để xảy ra và có dám làm những cái điều mà rất là ngang nhiên như vậy ở ngay giữa thủ đô nước Đức, nơi mà ngay cạnh đó là dinh thủ tướng của bà Angela Merkel cũng như là ông tổng thống Đức Steinmeier cũng ngay gần đó. Và
buổi chiều nay, đầu giờ chiều nay thì có thêm một nhân chứng nữa, đó là anh Bùi Hiếu, là anh chuyên cho thuê xe ở bên Séc, người đã cho ông Nguyễn Hải Long thuê 3 chiếc xe là chiếc BMW X5, chiếc xe VW Boost để và một chiếc Mercedes Vito. Anh Bùi Công Hiếu cũng khai là có biết mặt ông Nguyễn Hải Long và cũng đã gặp ông Đào Quốc Oai cũng như ông Lê Anh Tú, là ba cái người mà đã lái những chiếc xe đó giúp mật vụ Việt Nam từ Genscheck sang bên Berlin để tham gia cái vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh này. Và ông Vũ Công Hiếu, ông Hiếu cũng nói rằng là những chiếc xe đó đều được gắn định vị GPS. Điều đó cũng được ghi được đầy đủ trong cái lịch trình của xe vận hành, và ông Hiếu đã nộp toàn bộ cái hồ sơ vận hành xe này cho cơ quan cảnh sát điều tra Séc, cũng như là cung cấp cái thông tin cho cơ quan cảnh sát điều tra của Cộng hòa Liên bang Đức để tìm ra thủ phạm. Trong cái lời khai thì ông Hiếu cũng nói chiếc xe Mercedes Vito vào ngày 25 tháng 7 năm 2017 đã chạy từ Praha đến Brno và tại đó đã nghỉ lại một đêm, và sau đó lại đi tiếp đến Bratislava, nơi mà ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm ngay ngày hôm đó có cuộc gặp với ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ của Slovakia. Và trong đó, cái thời điểm đó, Bộ trưởng Tô Lâm dùng một chiếc chuyên cơ của Slovakia để bay, sau đó bay sang Moscow và phía Đức. Cảnh sát Đức vẫn tiếp tục điều tra ở cho với những cái người mà cùng với chuyến bay đó, như những cái tiếp viên hoặc là những cơ trưởng, để lấy lời khai trong toàn bộ cái thời gian vừa qua. Và phía Đức cũng nghi ngờ rằng trên chiếc máy bay đó đã có ông Trịnh Xuân Thanh với một có thể với một cái tên giả và hộ chiếu giả, mà cái điều mà phía Việt Nam rất dễ làm khi mà ông đã bắt được ông Trịnh Xuân Thanh. Vâng, đây là phiên tòa vào ngày 6 tháng 6 năm 2018, là phiên tòa thứ 7. Và chiều nay chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi ngay tại tòa án ở đây để tiếp tục đưa tin phục vụ các bạn trong và ngoài nước. Và chúng tôi cũng sẽ hết sức cố gắng, bởi vì chúng tôi biết rằng chúng tôi là Thời báo.de, nơi đưa những cái tin thẳng và trung thực nhất cho các bạn. Mà trong khi đó, đến cái buổi ngày hôm nay cũng có một số cái báo chí tiếng Việt khác, nhưng mà họ đã không đưa, và rất tiếc là điều đó đã xảy ra. Và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình gặp nhau vào lần tới, trực tiếp ở phiên tòa này hoặc là ở những cái địa điểm mà chúng tôi sẽ tiếp tục tường thuật. Và xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Trung Khoa Thời báo.de từ Cộng hòa Liên bang Đức. Cảm ơn ạ.